Cầu đường sắt bắc qua sông Chenab của Ấn Độ được xây dựng có chiều dài 1,3 km, ở độ cao lên tới 359 m, cao hơn gần 35 m so với tháp Eiffel của Pháp, có khả năng chống chịu sức gió lên đến 260 km/h và có tuổi thọ khoảng 120 năm. Sau hàng chục năm xây dựng, cầu dự kiến sẽ đưa vào vận hành vào tháng 12 năm nay. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2014, Thủ tướng Narendra Modi đã bổ sung khoản ngân sách trị giá gần 100 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 6 lần so với ngân sách ban đầu để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cây cầu sau nhiều năm trì hoãn. Ngoài cầu Chenab, tuyến đường sắt Udhampur Srinagar Baramulla sẽ bao gồm hầm đường sắt dài nhất Ấn Độ và cây cầu cáp treo dành cho đường sắt đầu tiên của nước này. Trước đây, con đường duy nhất để kết nối khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát với phần còn lại của đất nước là đường cao tốc quốc gia Srinagar Jammu dài 300 km, nhưng thường xuyên phải đóng cửa khi mùa đông đến do điều kiện thời tiết xấu làm ảnh hưởng đến hoạt động trên tuyến đường này. Các chuyên gia cho biết, việc liên kết Kashmir với phần còn lại của Ấn Độ bằng tàu hỏa sẽ đặc biệt thúc đẩy các ngành công nghiệp và nông nghiệp của khu vực trong mọi thời tiết.